các bạn gái thắc mắc làm sao để có một bức hình đẹp, thể hiện mái tóc chắc khỏe. Để giành chiến thắng cuộc thi ngẫu hứng tóc chắc khỏe từ chân tóc. Một iPad mới 2012, một năm sử dụng sản phẩm Dove miễn phí và thứ 10 cách VIP trong Party Dove. Dove sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thực hiện các ngẫu hứng tóc khỏe siêu nhanh, siêu dễ và siêu đẹp. Bạn nghĩ rằng ngẫu hứng tóc khỏe là phải cầu kỳ như thế này? Hay phải là như vậy? Không cần phức tạp thế đâu. Cách thứ nhất, ngẫu hứng nghịch 5 giây. Đơn giản, chỉ việc kéo căng tóc ra như thế này. Cách thứ hai, ngẫu hứng búi 10 giây cho các nàng cá tính, tinh nghịch. Búi tóc thật nhanh và đơn giản như của bạn này nè. Cách thứ 3, ngẫu hứng siêu nhanh, gọn, đẹp 11 giây dành cho các nàng thục nữ đáng yêu. Phong cách một cái búng tay. Ngẫu hứng này dành cho các nàng có tóc đẹp, cũng muốn dự thi nhưng mà lười. Chỉ việc mở laptop ra và tìm hình có sẵn, thỏa mãn yêu cầu thể hiện tóc chắc khỏe rồi upload lên trang Dove Việt Nam. Bạn thấy cực kỳ đơn giản phải không? Vậy hãy tham gia ngay để giành iPad mới 2012, một năm sử dụng Dove ngăn rụng tóc và VIP dự party Dove nhé.